mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy Maruyama. Cây này nó có tên hơi đặc biệt nha các bạn, nhưng mà mình biết cây này là cái dòng của Maruyama ha. Cây này nó có tên là Ari Dream nha các bạn. Ari Dream này mình cũng có nhiều lần dịch cho các bạn ha. Ari này là nông nghiệp ha, Dream là giấc mơ. Cây này mình gọi nôm na nó là giấc mơ nông nghiệp ha các bạn. Thì coi như làm nông nghiệp mà có một cây máy cắt cỏ như thế này thì đó là một giấc mơ ha. Bây giờ cái giấc mơ nó đã thành hiện thực rồi. Cái ý nghĩa nôm na đó nó gì các bạn? Đây là cái Ari Dream, là giấc mơ nông nghiệp nha. Nhưng mà quả thật vậy nha các bạn. Ngày xưa khi chưa có máy cắt cỏ, mình đất thì nhiều ha, hãy mướn làm chỗ này thì nó lên chỗ khác nha các bạn, mướn làm chỗ này nó lên chỗ khác, không bao giờ cái công việc làm cỏ của mình là rảnh rang hết các bạn. Nhưng từ khi có xuất hiện cái máy cắt cỏ ha, mình biết sử dụng cái máy cắt cỏ thì cỏ dường như là nó không còn là một cái trở ngại lớn của nhà làm vườn nữa nha các bạn. Rất là việc rất là đơn giản, khi các bạn cắt cái máy thì nó rất là nhanh các bạn. Một cái máy mà nó làm việc với tốc độ trung bình thôi các bạn, nếu các bạn không có thạo hung ha, thì nó sẽ làm việc một ngày, một người làm việc với cái máy thì nó sẽ bằng khoảng 5 đến 7 người làm tay nha các bạn. Khoảng 5 tới 7 người làm tay thì là cái công việc của mình đó là nó rút ngắn thời gian nha. Và cái một thời gian sau mình nhìn thấy cỏ mình không còn sợ nó nữa nha các bạn. Cho nên nhà chế tạo người ta nghĩ ra một cái tên là Ari Dream, là giấc mơ nông nghiệp nha các bạn. Đó, giấc mơ nông nghiệp. Cái máy này nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Giật rất là nhẹ nhàng ha, thích hợp cho người lớn tuổi. Dây giật còn trắng tinh và bóng ngời luôn các bạn, rất là mới luôn. Sở hữu một cái chụp giật trợ lực. Bích tông nó là đường kính bích tông nó là 34 ly nha các bạn. Đường kính bích tông 34 ly. Và cái dung tích xi lanh nó là sức chứa của xi lanh nó các bạn là 26cc. Nó mang cái tên là AD26AS nha. Đó, nó là dòng của Maruyama nha. Mình nhắc lại dòng máy này là của Maruyama. Nếu ai không có thạo thì không biết gốc tích của nó nha. Còn mình thì đối với dòng máy nào mình nhìn qua cái vẻ bề ngoài là mình biết cái máy nó mang thương hiệu gì rồi các bạn. Không cần phải dán cái tem ha. Rồi. Cái này là Ari Dream nha. Đặc biệt giống như dòng đặc biệt nha các bạn. Ha. Giật rất là nhẹ luôn các bạn. Nhẹ em bé giật cũng chạy ha. Nó nắp sàn kính nha. Trong nắp sàn kính có đệm ron rất là ngon, không có hề chảy xăng nha các bạn. Đây, đệm ron cao su ha, rất là đã luôn ha. Không có chảy xăng. Với tình trạng máy rất là đẹp các bạn. Nó chạy một cái chế hòa khí hoàn rồ nha các bạn. Mình tay nghịch mình dạ không được. Đấy, không có vô khớp ha. Dần rất là nhẹ các bạn. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ tự động nha các bạn. Đời bình lùng nha. Đời mới, đời bình lùng. Đời bình lùng là lúc nào ở trên này nó cũng đúng chánh tông nó. Trên này nó có chữ quanh rồ trên này các bạn nha. Và ở đây nó cũng có chữ quanh rồ nữa các bạn. Các bạn quan sát xem ốc và ngính ha. Cây này kim chỉnh tốc độ thấp nha.
để mình chỉnh ga đi, rồi mình chỉnh vào từ 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 đến khi nào máy nổ bực 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 bực, dặn thêm chút xíu nữa nó sẽ tắt, nó sẽ hu lên rồi nó tắt. Đó là mình dừng ngay điểm đó là vừa nghe các bạn, ngay điểm đó nó vừa ít ăn xăng mà nó vừa nhạy nữa các bạn ha. Nhưng mà các bạn đừng nên ép quá nha, ép quá máy mau hư lắm các bạn. Nó thiếu xăng thì nó sẽ bị mau mòn sơ mi bê tông ha. Bạn nhìn xem ốc vàng ngính luôn các bạn ha. Ốc nào vàng thì vàng, trắng thì trắng ha, đen đen ha, nó có nhiều màu ốc ha, nhưng mà rất là đẹp. Nó còn cả cái lưới lọc nữa các bạn, bạn thấy không, ốc vàng ngính luôn ha, máy còn rất là đẹp. Này xúc kết nó dây công tắc đây các bạn, dòng này là tum rời nha, tum rời. À mình quên nhắc qua cái máy này nha, máy này có trọng lượng rất là nhẹ các bạn. Nó thiết kế rất là nhỏ nhỏ gọn, nhưng mà nói gì nói thì nó cũng nặng hơn cái tum liền chút nha. Dòng này thích hợp cho phụ nữ ha, cho người lớn tuổi mà thích mạnh mẽ ha. Nó thiết kế rất là nhỏ gọn ha, giật rất là đơn giản ha, phụ nữ giật cũng được, em bé bé giật cũng nổ các bạn ha. Tum rời để cho mình có thể lắp vào các cái máy khác được ha. Made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Có số series đây ha. Cái dòng này nó đóng số series ngoài nè các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại nha. Đây có số series đây ha. Các bạn có thể chụp hình lại để mình nhận dạng cái máy của mình nha. Đây số series của này đây các bạn. Mắt mình kém lắm à, mình không có đọc nổi cái số này. Made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Ồ cái dòng máy này rất là khó soi chữ Japan nha. Để mình lấy đèn soi cho các bạn xem. Rất là khó soi chữ Japan, nó nằm sâu ở trong này các bạn. Nó nằm sâu trong này, soi rất là tỉ mỉ mới thấy ha. Đây các bạn, đó, các bạn thấy không, chữ Made in Japan ha. Đây số series nữa đây các bạn, số đây số số series lốc máy ha. Đây Made in Japan trên này các bạn, Made in Japan ha. Đó. Rồi các bạn có thể chụp hình lại ha. Nó nằm sâu trong đó các bạn. Rồi. Mời các bạn quan sát tiếp nha. Máy còn rất là đẹp các bạn. Ốc vàng ngính ha, trắng tinh luôn, cái ốc nào vàng vàng trắng trắng ha. Tay nắm Maruyama rất là mềm mại ha, kiểu dài tay gà dữ các bạn, tay gà dữ cái này mình mình chạy gà sống rất là đã các bạn, hùn hùn hùn, mình chạy gà sống rất là đã, mềm rất là mềm các bạn. Các bạn nới ốc này ra nó còn mềm nữa các bạn, nó có thể là nó búng tự búng trả lại, không có cần phải giữ. Rồi khi mình cần, khi nào mình cần mình giữ thì mình siết ốc này lại ha. Còn khi mình cắt cỏ mình muốn cho thao tác thật nhẹ thì mình nới ốc này ra nha các bạn, rất là thuận lợi. Cái tay ga này độ bền rất là cao các bạn, và đặc biệt nó không có kén dây ga nha,
dây ga hơi rít một chút nó sử dụng cũng được. Các bộ dây ga này là zin tắc nha các bạn. Dây ga 3 tép có tích hợp công tắc này các bạn. Dây ga 3 tép ha, có tích hợp công tắc, dây zin hết các bạn. Cần lắp nguyên bản nữa các bạn. Ari Dream. Giấc mơ nông nghiệp. Đây, chăn cỏ màu đen. Rất là quen thuộc ha, cùi của Maruyama cũng rất là quen thuộc ha, có chống dính cỏ khích cháy luôn các bạn, chống dính cỏ rất là đã luôn ha. Ở dưới này có chống mài mòn ha, rất là ngon, rất là êm ha. Dao Makita ha, mình đã giới thiệu nhiều lần rồi ha, dao này phát rất là an toàn ha, nhanh ha, ít ăn xăng và phát rất là chính các bạn. Đối với đồng bằng sông Cửu Long là cắt rất là chính luôn, chính có thể là không còn cái gốc nào hết nha các bạn. Mình cho nó lên cái gốc cỏ luôn cũng được và phát rất là dễ nha. Mài cái kiểu này là nó không có bị dính xuống đất, rất là dễ phát nha các bạn. Rồi, tổng thể máy mình đây ha. À, để mình nổ thử cho các bạn xem coi cái mức độ nhạy của nó cỡ nào. Ari Dream này nó rất là nhạy các bạn. Máy mình chưa khởi động lần nào, sáng sớm hoặc là để hơi lâu lâu vài tiếng hồ ha, máy nguội, nói chung là máy nguội đó thì mình bơm xăng nha các bạn. Ở dưới này nó có núm để bơm xăng mồi ha, cho nó mau lên xăng các bạn. Và mình đóng e ha, ở đây nó có cần e đây các bạn, kéo xuống là đóng nha, kéo lên là mở. Rồi mình lên ga một chút xíu ha, thì khởi động nó rất là dễ nổ. Còn nếu mà máy mình đã nổ xong rồi ha, thì mình cứ giật khẽ giật là nó nổ thôi ha. Rồi. Các bạn thấy không, giật con bé giật cũng chạy luôn các bạn. Chờ lực nha, rất là nhẹ luôn, em bé thì cũng chạy luôn các bạn. Nó thích hợp cho người lớn tuổi và giới phụ nữ nha các bạn, rất là ngon luôn, nhẹ nhàng và rất là nhẹ đi. Máy nổ rất êm các bạn, chạy rất là êm luôn ha. Máy gọn nhẹ mà lực nó rất là mạnh các bạn ha. Sáu cc 34 ly nha các bạn, tầm làm vừa, rất là mạnh mẽ các bạn, tầm làm vừa và vừa tay, rất là mạnh, không có sợ bị yếu nha. Và nó đặc biệt là nó rất là nhẹ nhàng nha các bạn, không có tốn sức nha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama Ari Dream đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau.
Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.